Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Đây là tổ chim họa mỹ đất, có 4 con non nha các bạn và 2 quả trứng. Mình nghĩ là hỏng rồi các bạn ơi. Đó. Bởi vì chim con trong tổ khá là lớn rồi mà những quả trứng kia chưa nở thì chắc là trứng hỏng rồi. Đó. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục ăn máy quay tại tổ chim họa mỹ đất này để xem chim bố mẹ nuôi con. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Vâng các bạn ơi, ở video hôm nay mình đặt máy quay tại tổ chim họa mỹ đất này này thì mình thấy đa số là những lần chim mẹ tha mồi về tổ là ve nha các bạn. Đó, và có lần thì chim mẹ có tha về tổ là một con thạch sùng nữa nha các bạn. Đó, mớm cho chim con. Đó, thì đó là những thức ăn mà loài chim mẹ mớm cho chim con. Loài chim này là loài chim ăn côn trùng nha các bạn. Đó, rồi và video này của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.